Xin chào mừng các bạn đã trở lại với vlog dớ dẩn số mới nhất. Và ngày hôm nay, thay vì làm những cái vlog chia sẻ về những cái kiến thức, kỹ năng, phỏng vấn, đi xin việc hoặc là những câu chuyện về công sở, thì mình sẽ làm một vlog thử thách. Và cái thử thách hôm nay mình đặt ra cho mình đó chính là tự làm một chiếc CV siêu to khổng lồ. Dành cho các bạn chưa biết thì CV đó chính là một bản tóm tắt năng lực cá nhân, và trên đó chúng ta sẽ kê những thông tin rất quan trọng như là học vấn, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, những gì mà chúng ta đã tích lũy được với mục đích để giới thiệu đến nhà tuyển dụng những thông tin cơ bản nhất về bản thân mình. Để tăng độ khó cho cái thử thách này, thay vì sử dụng những cái phần mềm chuyên nghiệp như là Photoshop hoặc là AI hoặc là sử dụng những cái mẫu có sẵn trên mạng, thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng một phần mềm rất gần gũi với cả các bạn sinh viên, đó chính là phần mềm PowerPoint. Và các bạn hãy cùng theo dõi cái thử thách này mình sẽ thực hiện như thế nào nhé. Ok, như mình đã nói thì mình sẽ thực hiện cái thử thách của mình, đó là làm một chiếc CV siêu to khổng lồ bằng phần mềm PowerPoint. Vậy nên sau đây là những thứ mình cần chuẩn bị. Thứ nhất, đó chính là mình cần phần mềm PowerPoint. Thứ hai, đó là mình sẽ chuẩn bị một bức hình, có thể bằng chân dung. Mình sẽ lựa chọn một cái bức hình nào nó nổi bật và được nhiều like ở trên Facebook nhất. Thứ ba là mình sẽ chuẩn bị một cái file Word, ở trong đó mình đã kê rõ đầy đủ những cái thông tin cá nhân và những cái kinh nghiệm mình đã có trong suốt cái quá trình đi làm thời gian vừa qua. Sau đó là mình chỉ cần nhặt những cái thông tin đó và mình bỏ vào PowerPoint thôi. Và sau đây thì mình sẽ bắt đầu thử thách của mình nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ mở một cái file PowerPoint trắng lên như thế này. Như mọi người đã biết thì mặc định ở trên PowerPoint hầu hết các slide đều là hình chữ nhật nằm ngang. Tuy nhiên thì mình sẽ in ra là khổ A0 là khổ giấy to nhất, là hình chữ nhật nằm dọc. Vậy nên mình sẽ set up lại cái trang PowerPoint này một chút nhé. Mình sẽ bắt đầu nhé. Màu ưa thích của mình ở trên cái slide này nó là màu xanh. Màu nền là màu xanh, mình sẽ chọn màu xanh để làm. Rồi ok, cái slide này nó sẽ có hai phần, bao gồm là những phần thông tin cơ bản trước. Ok, sau đây thì mình sẽ làm cho nó lớn. Ở đây thì mình sẽ để phần học vấn của mình. Lời khuyên cho các bạn đó là khi làm CV PowerPoint thì chúng ta nên làm để thống nhất là một cái ngôn ngữ thôi nhé. Tại vì một số các bạn ghi ở trong, tại vì khi mình nhận được một CV ấy, thì một số bạn lại ghi có phần là tiếng Anh, có phần là tiếng Việt thì nó sẽ không được đồng nhất. Đây thì mình sẽ có hai phần thông tin. Thứ nhất đó là cái thông tin liên hệ. Trong đây thì mình sẽ kê những cái kỹ năng mà mình đã có. Ở trong phần mềm PowerPoint nó sẽ có sẵn một cái bộ icon, các bạn có thể tìm kiếm ở trên này nhé. Rồi insert này, icon này. Mình sẽ ghi những thông tin cơ bản của mình, bao gồm là đường link Facebook, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và email của mình.
Ok, trong đây thì mình sẽ kê thông tin ra của mình, bao gồm là số điện thoại, ok, như vậy là phần thông tin cơ bản của mình đã xong rồi. Tích lũy được một số kỹ năng về các phần mềm như là Photoshop, các bạn hãy theo dõi thật kỹ để xem là mình đang làm cái gì nhé. Là quá là nóng luôn. Ok, như vậy là mình đã xong một phần tin học ứng dụng nhé. Mình sẽ nhóm cái này lại. Ok, bây giờ có lẽ là đến cái phần hay nhất, đó chính là cái phần tự chấm điểm cho mình. Làm thế nào để các bạn có thể tự chấm điểm? Ở đây các bạn có thể thấy này, ở những cái phần nào mà các bạn được tối đa là 5 điểm trên 5 điểm thì các bạn để nguyên màu xanh. Còn nếu mà không đạt thì các bạn bôi màu trắng nó đi. Ok, như vậy là mình đã làm được tương đối rồi. Bây giờ quan trọng tiếp đến là phần về học vấn và kinh nghiệm của mình. Về học vấn của mình thì mình sẽ kê ở những cái thời điểm gần đây nhất, đó chính là trường phổ thông trung học và trường đại học của mình.
ăn ra đây. Ok, như vậy là mình xong phần học vấn. Còn phần kinh nghiệm thì rất là đơn giản, bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn ra một cái file Word, ở trong đó mình đã kê rõ cái kinh nghiệm bản thân rồi. Cái này thì mình gợi ý cho các bạn, đó là nên thường xuyên cập nhật những cái thông tin cũng như là những cái kinh nghiệm, kiến thức mà các bạn có trong suốt quá trình các bạn đi làm. Ok, rất rõ ra đây. Bây giờ mình sẽ paste nó vào đây. Wow, có lẽ vì cái phần kinh nghiệm của mình nó khá là dài, cho nên là mình sẽ cho nó thu nhỏ lại một chút. Chưa thể hết được. Ok, vậy nên là cái phần ở bên trên này mình sẽ cho nó gọn lên nhé. Ok, tạm thời là những cái thông tin này đã được nhồi vào đây rồi, mặc dù nó hơi bé. Bây giờ mình sẽ chọn ra những cái phần quan trọng nhất để mình làm cho nó to lên nhé. Ở đây là tên của công ty này, thì mình sẽ bôi màu xanh vào đây. To lên. Dù sao thì cái CV này của mình sẽ in ra kích thước là A0, cho nên là cái chữ này có lẽ nó cũng không trở nên thành bé lắm. Ok, như vậy là mình đã xong được cái CV của mình đến 90% rồi. Và sau đây thì mình sẽ insert thêm một cái ảnh của mình. Mình sẽ chọn một cái ảnh nào đẹp đẹp một chút nhé. Ok, như các bạn đã thấy thì mình đã hoàn thành xong được đến 99,9% rồi. Bây giờ mình chỉ việc save cái này lại và mang ra in thôi. Và để đảm bảo cho chất lượng in tốt nhất thì mình sẽ lưu nó lại dạng PDF nhé. Chúng ta sẽ cùng xem lại nào. Ok, như vậy là chúng ta đã có một bản CV PDF được thiết kế bằng PowerPoint ở đây. A few moments later. Hey guys, hiện tại thì mình đang ở cái tiệm photo ngay gần công ty. Thì như các bạn đã thấy thì cái chiếc CV siêu to khổng lồ của mình đang dần hình thành rồi. Thì hãy đợi một lát để xem là sau khi nó thành hình nó sẽ như thế nào nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái chiếc CV siêu to khổng lồ này. Và như các bạn thấy đây thì cái chiếc CV này nó ở mình được in ở khổ A0 và nó có chiều cao phải đến gần ngang ngực mình như thế này. Thì không biết là khi mang cái chiếc CV này đi thì có bên nào họ nhận mình hay không. Thực tế thì mình muốn in lên một cái chất liệu tấm bìa mà nó cứng cáp hơn một tí để khi mình cầm lên nó không bị quẳng ta là quằn như thế này.
Tuy nhiên thì không sao, mình chỉ làm ra đây để cho mọi người thấy được là mình có thể làm được một chiếc CV siêu to khổng lồ thôi. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy bấm like và subscribe và để ủng hộ cho kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái vlog số tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và ngày hôm nay thì các bạn cũng đã bỏ thời gian ra xem một chiếc vlog nó dài như thế này. Và cho nên mình cũng sẽ có món quà cho bạn, đó chính là file thiết kế gốc của cái CV mình đã làm, và mình đã custom nó lại thành 8 phiên bản. Và các bạn có thể tải nó ở trong cái đường link mô tả của cái vlog này. Và nếu như các bạn cảm thấy thú vị thì đừng quên like và subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Chúc các bạn thành công.